Lúc 20 giờ 15 phút tối 6 tháng 4 năm 2018, Công an tỉnh Phú Thọ đã khám nhà ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, người vừa bị truy tố bắt tạm giam vì liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Hai cổng chính nhà ông Vĩnh ở số 199 đường Hàng Thuyên và 187 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Nam Định được đóng kín. Khoảng 10 cán bộ công an đã vào nhà ông Vĩnh theo đường cổng phụ ở ngõ 179 đường Hàng Thuyên và phong tỏa ngõ này. Cuộc khám xét diễn ra trong gần 4 giờ, đến hơn 12 giờ đêm mới kết thúc. Ông Phan Văn Vĩnh không có mặt trong cuộc khám xét này. Trước đó vào chiều cùng ngày, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Văn Vĩnh, 63 tuổi, quê ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó cùng ngày, Chủ tịch nước cũng đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Phan Văn Vĩnh. Theo Bộ Công an, ông Phan Văn Vĩnh được xác định trong thời gian đương chức đã ra các chủ trương trái với quy định pháp luật để tạo điều kiện cho đường dây đánh bạc qua game bài Rig VIP Xuyệt Tiếp chấm club hoạt động. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.